Là một người mẫu chuyên nghiệp, việc duy trì các chỉ số hình thể đạt chuẩn luôn là điều quan trọng với tôi. Và định hướng sắp tới của tôi còn hơn thế. Hình ảnh khỏe khoắn của người mẫu thể thao sẽ là mục tiêu lớn của tôi. Thay vì tạo nên vẻ đẹp nhờ son phấn, quần áo hay nước da trắng, tôi tạo nên vẻ đẹp của mình nhờ một cơ thể khỏe mạnh từ bên trong. Tham gia California Transformation Challenge là cơ hội để tôi đạt được điều đó. Với sự trợ giúp của huấn luyện viên cá nhân, người bạn tuyệt vời của tôi, không chỉ là người đồng hành trên phòng tập, chế độ dinh dưỡng hàng ngày cũng được huấn luyện viên theo sát. Cân nặng được giảm từ bếp. Chúng tôi đã nói với nhau như vậy và cùng cố gắng. Tập luyện luôn phải đi cùng một chế độ dinh dưỡng hợp lý để bạn có được kết quả tốt nhất. Trở nên sexy và amazing.